Đây là Nguyễn Ngọc Hà nha. Hôm nay được trải nghiệm tại tỉnh Lào Cai, Sapa. Đấy, để trải nghiệm trong cuộc sống. Đấy, những cái thác nước ở bên đây là phía cầu tỉnh, còn bên kia là cầu Si. Đấy, nó chỉ có cách nhau một con suối mà đã có hai cái tên gọi khác nhau các bác ạ. Mình cũng không hiểu là cầu Si và cầu tỉnh nó như thế nào. Đấy, rất là hay. Đấy, rất là đẹp các bác nhé. Có bác nào muốn lên Sapa nhớ là tham quan qua những cái khung cảnh dân tộc rất là tuyệt vời. Đấy, đây là cô gái Quảng Ninh. Đấy. Đấy. Rất máy rồi. Đấy, rất là đẹp. Đây là mình quay hơi bị nhiệt ánh sáng rồi. Rồi, xin chào và chúc tất cả các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha.